Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Tâm Thiện Tướng Sinh tiếp tục trình bày một chủ đề trồng cây phong thủy theo 12 con giáp để thúc đẩy tài vận. Như các bạn đã biết, không khí là một trong những cái yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nói chung và thậm chí là sẽ liên quan đến vấn đề tài vận. Thế cái vấn đề chuyển hóa không khí thì có rất nhiều phương pháp, trong đó chính là gì ạ? Dùng cây phong thủy để thúc đẩy cái không khí làm sao nó phù hợp, hóa giải khí xấu để thành khí tốt, giúp cho con người có cái tài vận phát triển. Thì ở trong chủ đề này, tôi đã xin việc trình bày là cái phương pháp chọn cây phong thủy theo từng tuổi. Thì tuổi đầu tiên là chúng ta đề cập đến đó chính là gì ạ? Đó là tuổi Tý. Tuổi Tý sẽ phù hợp để trồng cây kim tiền. Người tuổi Tý thì coi trọng việc tiết kiệm tiền nhưng lại không có bản lĩnh quản lý về vấn đề tài chính. Họ quá thận trọng trong đầu tư, dễ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt. Người tuổi Tý có thể đặt một chậu cây kim tiền trong nhà, có thể giúp bạn tăng vận may, thúc đẩy tinh thần mạnh mẽ hơn, dùng nó để vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội phát tài. Ví dụ như thứ hai, ngày 7 tháng 8 năm 2023, người tuổi Tý có thể đặt cây kim tiền trồng ở phía nam của bàn làm việc hoặc phía nam của phòng khách để thúc đẩy cái tài khí của bạn lên và hóa giải những cái câu chuyện không hay do công việc tạo ra áp lực cho mình. Chúng ta sang đến tuổi Sửu. Người tuổi Sửu lên trồng cây hồng vận đương đầu. Người tuổi Sửu là những người mà chăm chỉ và thực tế, nhưng họ lại quá thật thà và bảo thủ. Chủ trương là lăng nhặt giật bị, tức là nếu mà vẽ một cái gì đó nó quá xa vời với họ thì họ sẽ không bao giờ họ nghe. Họ sẽ rất là chặt chẽ trong câu chuyện, tức là gì nó phải cụ thể. Người tuổi Sửu có thể đặt một chậu cây hồng vận đương đầu ở bên trái bàn làm việc. Nó sẽ giúp bạn kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hơn. Người tuổi Dần thì phù hợp với cả cây thất diệp liên. Người tuổi Dần thường là người mạo hiểm và có nhiều cách để kiếm tiền. Trên thực tế, họ không quá quan trọng tiền bạc. Nhiều khi họ quá khích dẫn đến rủi ro mất tiền. Người tuổi Dần có thể đặt chậu cây thất diệp liên trong phòng khách, có thể khiến bạn tiến bộ vững chắc trên con đường kiếm tiền, đồng thời cũng có thể ổn định tài vận, giữ được tiền của. Người tuổi Mão thì lên trồng cây trúc phú quý. Cây này thì có thể là rất nhiều người, nhiều bạn đã biết. Người tuổi Mão không biết bí quyết kiếm tiền, quan điểm về tiền bạc thì tương đối bảo thủ, nên tài sản tích lũy khá chậm, không dễ làm giàu. Bạn có thể đặt một chậu trúc phú quý trên tủ lạnh để thúc đẩy cái tốc độ kiếm tiền của bạn nó nhanh hơn. Chúng ta sang người tuổi Thìn. Người tuổi Thìn thì lên trồng sương đồng cảnh hoặc cây vạn niên thanh. Người tuổi Thìn thường may mắn, không phải lo lắng về tiền tiêu dù không cần phải làm nhiều, nhưng lại dễ bị tiểu nhân xung quanh cản trở gây nhiều thị phi. Cái đặc điểm nổi bật của người tuổi Thìn là khi chơi bạn bè thì thường hay có những câu chuyện tức là thị phi gây ra, mặc dù là trong lòng họ thì rất là thẳng thắn và chân thật. Chính cái cách chân thật đó nhiều lúc nó gây ra cái cản trở cho cái cơ hội kiếm tiền của họ. Bạn có thể đặt một chậu xương rồng hoặc cây vạn niên thanh ở phía tây bắc của phòng khách. Cây xương rồng và vạn niên thanh thì ngoài tác dụng tăng tài vận ra thì nó có thể xua đuổi được tà khí, ngăn chặn được tiểu nhân. Nếu như chúng ta dùng cái nước mà chú đại bi để tưới vào cây đó nữa thì cái khả năng mà hiệu quả của nó rất là cao. Ngoài ra thì bạn có thể đặt cây vạn niên thanh ở phía đông nam thì sẽ mang lại cho bạn cái vượng khí về tài vận rất là tốt. Chúng ta sang tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ nên trồng cây cỏ đồng tiền. Cái đặc điểm của người tuổi Tỵ là có vận may về tiền bạc nhưng mà không biết nắm bắt thời cơ, hay do dự, thiếu chủ động, nhiều lúc cảm xúc chi phối nên bỏ qua nhiều cơ hội kiếm tiền. Nên người tuổi Tỵ thì cảm xúc của họ rất là lớn, họ hay thay đổi, có khi là chỉ vì một cái cảm xúc nào đó mà dẫn đến những câu chuyện, tức là gì, họ có thể bỏ qua rất nhiều cơ hội kiếm tiền hoặc là vứt bỏ đi chứ không cần có tiếc nuối gì cả. Thì cái đặc điểm nổi bật người tuổi Tỵ đó là gì, là bạn nên là hạn chế cái cảm xúc, kiềm chế cảm xúc của mình làm sao nó phù hợp. Thì chúng ta biết là Tỵ, bản thân thì Tỵ là cái trong những cái tuổi mà biến ảo rất là nhiều, nhưng Tỵ hợp với Thân thì hóa thủy, đúng không? Tỵ với Dậu thì lại là hóa kim, ví dụ thế. Cho nên là Tỵ ngọ mùi thì lại là hóa hỏa, nên đặc điểm cái cảm xúc người tuổi Tỵ rất nổi bật. Bạn có thể trồng một ít cỏ đồng tiền trước cửa sổ, điều này có thể cải thiện cho bạn vận may, đồng thời giúp bạn có khả năng phân tích chính xác và quyết đoán hơn trong mọi việc.
đồng thời cũng có thể giúp cho bạn mà kiềm chế được cảm xúc cho người tuyển tị rất nhiều. Và đặc điểm một cái phương pháp nữa là người tuyển tị có thể buổi sáng có thể gõ chuông 6 tiếng chuông. Chuông mà chúng ta hay dùng để làm cúng lễ, chuông đó khi gõ 6 tiếng thì người tuyển tị sẽ cái sự sâu lắng cảm xúc người tuyển tị sẽ rất là tốt và họ luôn luôn điều chỉnh được cảm xúc một cách phù hợp. Chúng ta sang tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ thì phù hợp nhất là trồng cây trầu bào vàng. Bạn có vận may giàu có và có cái đà kiếm tiền mạnh mẽ, nhưng lại là người có tính tham lam, không biết điểm dừng. Chính lòng tham này đã khiến bạn thua lỗ trên con đường kiếm tiền. Tức là có lúc các bạn kiếm rất nhiều, nhưng mà bạn muốn làm một trận rất là lớn, đánh một trận rất là lớn, rất là to, và kết quả là toàn bộ số tiền kiếm được đó nó đã theo cái lệnh đó và nó sẽ bị mất đi. Cho nên là bạn có thể đặt một cây trầu bà vàng bên cạnh, có thể giúp bạn tụ tài. Tức là bạn nên đặt ở đó cạnh mình, tức là chỗ làm việc hoặc là phòng khách. Người tuổi Mùi thì phù hợp với cả trồng cây lan quân tử. Bạn thường không quan tâm đến tiền, cũng không có nhiều ham muốn kiếm tiền, nên không phải lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, và tất nhiên là điều ấy nó dẫn đến bạn là không thể giàu có được. Nhiều lúc bạn tạo cho người khác có cảm giác như bạn rất thờ ơ về tiền bạc, rất thờ ơ về cơ hội, rất là lững lờ. Nên là nhiều lúc mà mọi người muốn cùng bạn để tham gia bàn một công việc để kiếm tiền thì họ cảm thấy là họ không có cảm xúc để làm sao mà bàn bạc tiếp cùng với bạn. Thì với người tuổi Mùi thì bạn có thể đặt một chậu lan quân tử ở góc bên phải của bức tường đối diện chỗ làm việc, sẽ mang lại cho bạn vận may, trợ giúp bạn trên con đường tài vận. Người tuổi Thân thì phù hợp trồng cây tùng bồng lai. Người tuổi Thân có khả năng kiếm tiền, biết nắm bắt cơ hội, nhưng kiếm được nhiều lại tiêu nhiều, tức là kiếm được 10 thì có khi tiêu đến 11, đúng không? Không biết làm tiệm nên không tiết kiệm được tiền bạc. Bạn có thể đặt một chậu thơm bồng lai, tùng bồng lai trong phòng làm việc, có thể giúp bạn tụ tài, đẩy cái tài vị phát triển lên, và đồng thời nó giúp cho cái vấn đề đồng tiền nó bị thoát chảy ra ngoài sẽ bị hạn chế đi, và trong đầu óc bạn sẽ sáng suốt hơn, là bạn biết rằng là phân bổ tài chính của mình, tiền nào dùng để tiêu và tiền nào dùng để tiếp tục đầu tư sinh lời. Chúng ta sang đến người tuổi Dậu. Người tuổi Dậu thì phù hợp nhất là trồng cây sen đá. Những người cầm tinh tuổi Dậu may mắn về tài lộc nhưng lại không biết giữ tiền, do tính hơi bảo thủ và tin người nên bạn hay cho vay mượn hoặc đầu tư thua lỗ. Tức là khi nghe các dự án đầu tư thì bạn rất là cảm tin, có những thứ thì bạn rất chắc chắn, nhưng có những thứ thì bạn rất hay cảm tin. Nên là chính vì những cái lệnh vào đầu tư nó không chuẩn mực như thế thì nó dẫn đến thất thoát lớn. Để muốn giữ tiền, bạn nên đặt một cây sen đá ở phòng khách, có thể giúp bạn là chặn cái tiền chảy ra ngoài, tài vận hanh thông và của ăn của đề. Chúng ta sang đến người tuổi Tuất. Người tuổi Tuất thì phù hợp là trồng cây phát tài. Bạn có vận may tương đối ổn định nhưng lại không biết quản lý tiền bạc, nhiều lúc là bạn quá thoáng đãng với bạn bè, và cái sự thoáng đãng quá mức này nhiều lúc nó ảnh hưởng đến dòng vốn lưu chuyển. Có thể là trong một tiệc rượu, bạn có cái đồng hồ trên tay và bạn có thể là cho bạn bè, khi mà rượu vào rồi thì bạn không cảm kiềm chế được cái sự phân tích của bạn, nó sẽ không được sâu sắc nữa, và bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều ở cảm xúc, và bạn có thể cho người ta cái thứ rất quý giá. Và cái việc này nó liên quan đến cả cái câu chuyện là khi mà làm việc liên quan đến tài chính hay là các cái phân tích tài chính thì cảm xúc nó quyết định rất là nhiều. Chúng ta biết rằng là làm đầu về đầu tư về tài chính thì cảm xúc nó rất là lớn, tạo ra cho chúng ta những cái lệnh nhiều lúc là nó sẽ không được chuẩn mực. Thì bạn có thể đặt một cây phát tài ở trong phòng khách. Điều này nó sẽ giúp cho bạn là tích lũy được tiền tài mang lại phú quý. Chúng ta sang đến người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi thì lên trồng cây nhất mặt hương. Cái cây này là cùng họ với cả cây sen đà, mọi người có thể tra hình ảnh trên mạng để có thể tìm được. Bản tính của người tuổi Hợi thì sống sung túc, ăn ngon mặc đẹp. Đấy. Tiền của thường tiêu tán trong cuộc sống xa hoa. Thường người ta hay trêu hay nói một cách gọi là cảm nhận về tâm linh thì người ta bảo là những người tuổi Hợi thì nó căn ông bảy, đúng không? Không có dư giả để dành dụm, nhiều lúc
chặt chẽ từng đồng ở chỗ này, nhưng mà có khi mất cả đồng tiền ở chỗ khác. Ví dụ như với một vài công việc thì người thợ tính là chi li chính xác. Người thợ thì rất là giỏi vấn đề quản lý tài chính, họ rất giỏi và phân tích rất là tốt. Nhưng mà nhiều lúc chặt chẽ ở cái việc này thì sang một cái việc khác, nhất là cái vấn đề ăn chơi hay là những câu chuyện mà liên quan đến sinh hoạt tập thể, đúng không, thì người thợ lại rất là khoang khoáng. Họ không kiềm chế được tiền, nuôi tiền họ chỉ bung ra thôi. Thế thì đặc điểm của người thợ như vậy thì bạn nên đặt một chậu nhất bản hương trên bàn máy tính ở nhà và văn phòng giúp bạn tiêu tiền hợp lý, tiết kiệm được nhiều. Với những người tuổi hợi thì với kinh nghiệm của tôi trải qua để giúp các người tuổi hợi có nhân duyên thì thường những người này họ rất thích những cây lớn. Cây lớn là những cây như cây mít, những cây ăn quả lớn ấy. Và đất rộng thì họ sẽ hay trồng, và khi mà trồng những cái cây đó thì thường là họ sẽ giữ được tài sản rất là tốt. Nên người tuổi hợi đa phần là hợp với những cây cao, cây to. Đấy. Và họ rất có năng khiếu về cây cối, đa phần người tuổi hợi như vậy. Nên là khi mà trồng cây nhất mặt hương ở trên bàn máy tính và ở văn phòng ấy, thì bạn nên là thường xuyên chạm vào lá của nó để sinh ra cái tài vượng lộc. Tức là bạn thỉnh thoảng bạn tưới tắm, tưới cho cây, để sau đó thì bạn chạm vào cái cành lá để làm sao được có cái khí, tài khí để nó thúc đẩy cho bạn nó tốt hơn. Đấy, như vậy là tôi đã trình bày xong chủ đề và một chủ đề mới của kênh, đó chính là trồng cây phong thủy theo 12 con giáp để thúc đẩy tài vận. Mọi người có thể để lại lời bình luận ở dưới video này, hoặc có thể đặt những câu hỏi liên quan đến trồng cây phong thủy theo năm. Với mỗi một năm thì sẽ có những cái trường khí khác nhau, và chúng ta nên đặt cây ở vị trí nào và thời điểm nào nên đặt cây, thì các bạn có thể theo dõi lịch thời vận tốt 12 con giáp theo ngày của tôi ở trong kênh để có thể tham khảo lựa chọn giờ tốt để thích hợp với công việc của bản thân mình, và cũng có thể trồng cây phong thủy đặt các vị trí phù hợp. Kênh Tâm Điện Hướng Sinh xin trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.